đất rộng, trời cao, địa linh, nhân kiệt, hào khí vươn cao, khát vọng bay xa, chứa đựng dòng chảy lịch sử vĩ đại, khích lệ tinh thần bao dung rộng lớn, nỗ lực mở rộng tầm nhìn, không ngừng vươn tới tương lai. Bắt nguồn từ những kỳ vọng lớn lao của hôm nay, bắt nguồn từ những nỗ lực được tôi luyện từ thực tiễn. Đại học Quốc lập thành công tọa lạc tại thành phố Đài Nam cổ kính, mảnh đất được tạo nên từ nắng ấm và mưa trong, nơi đã nuôi dưỡng bao lớp hiền tài, ngôi trường xứng danh tỏa sáng hàng đầu. Quan điểm học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn trở thành phương châm cho sự nghiệp dạy và học của nhà trường. Dựa trên nền tảng giáo dục hoàn thiện và khả năng đào tạo đa ngành nghề, Đại học Quốc lập thành công thực hiện sứ mệnh then chốt của sự nghiệp giáo dục cấp cao, đào tạo ra hệ thống nhân tài hoạt động trên khắp các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, trở thành hậu thuẫn vững chắc cho sự phát triển toàn diện của Đài Loan. Đồng thời, kể từ ngày thành lập, với việc không ngừng thúc đẩy sự liên kết giữa đào tạo và sản xuất đối với nền giáo dục cấp cao trên cả nước nói chung, trở thành điển hình cho việc phát triển gắn kết sâu rộng thành quả giáo dục cùng nhu cầu xã hội, đứng vị trí hàng đầu trong các bảng đánh giá xếp hạng toàn cầu về chất lượng và hiệu quả của sự liên kết, xếp ngang hàng với các trường đại học hàng đầu thế giới. Hướng đến mục tiêu sắp tới, tích cực đối mặt với thách thức về đào tạo nhân tài để đáp ứng yêu cầu của nền công nghiệp thế hệ kế tiếp. Nhắc đến thành công, nhắc đến sự dẫn đầu, bắt đầu tại Đài Loan, vươn ra toàn thế giới. Nâng tầm học vấn của sinh viên thành công, trở thành cánh tay đắc lực cho thời đại mới, tiên phong cho sự tiến bộ của thế giới mới. Cùng việc phát triển mở rộng các trung tâm mũi nhọn và sáng lập các chương trình đào tạo liên ngành, kết hợp bồi dưỡng nhân tài, tạo nên hình mẫu cho sự kiến tạo trong thời đại mới. Thông qua sự phát triển đa nguyên của chính học viện lớn, quốc tế hóa các liên kết đa tầng trên nền tảng khoa học, Đại học thành công với chuyên ngành nhân văn, xã hội, khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin và y học đã tạo nên tổ hợp các chuyên ngành trọng yếu, bồi dưỡng sức mạnh giáo dục tổng hợp toàn diện của nhà trường, giúp mỗi nhân tài khi bước ra thế giới có thể chiếm giữ ưu thế vượt trội. Khuôn viên trường Đại học Thành Công được xây dựng hướng đến sự gắn kết đa tầng như một định hướng mới cho sự sáng tạo trong tương lai, liên kết giữa trung tâm nghệ thuật và hạ tầng thành phố để mạnh tính nhân văn của nghệ thuật tạo hình, giúp mỗi sinh viên trường Thành Công ngoài việc học chuyên môn còn có thể nâng cao đời sống tinh thần, đa dạng hóa cuộc sống. Với hơn 200 tổ chức đoàn hội học sinh, giúp sinh viên sau giờ học tăng cường rèn luyện kỹ năng lãnh đạo và tinh thần làm việc nhóm, tích cực chủ động học hỏi, trưởng thành và phát triển. Năng nổ tham gia các hoạt động mang tầm quốc tế, tích cực khuyến khích trao đổi sinh viên, trao đổi giảng viên, giao lưu nghiên cứu hợp tác quốc tế trên nhiều phương diện, đưa tầm nhìn và tư duy quốc tế ứng dụng vào các khía cạnh thực tiễn liên kết với nước ngoài tại nhà trường. Sức mạnh vô hạn, học, học nữa, học mãi của Đại học Thành Công được hình thành từ nét văn hóa đặc trưng của nhà trường, cùng bề dày lịch sử ngàn năm, bồi đắp nên tương lai tươi sáng. Bảo tàng là đầu tàu lịch sử của nhà trường, nơi chứa đựng kho tàng di sản phong phú. Trong dấu ấn của thời kỳ giao thoa giữa cũ và mới, nơi đây tiếp tục phát huy sứ mệnh của mình. Từ năm 1931 cho đến nay, công tác hỗ trợ tân sinh viên nhập học đã chào đón vô số sinh viên đến từ khắp mọi nơi trên thế giới. Đến năm 2015, số lượng sinh viên nước ngoài đã gần chạm ngưỡng 80 quốc gia, tạo nên một diện mạo quốc tế hoàn toàn mới cho nhà trường. Đại học Thành Công kể từ ngày thành lập, kết hợp cùng nền văn hóa bản địa tạo nên giá trị nhân văn sâu sắc, gắn liền mật thiết với quá khứ, hiện tại
và tương lai của thành phố Đà Nam nhằm mục tiêu thúc đẩy sự liên kết giữa sản xuất, chính phủ, học thuật và nghiên cứu, tiến hành đưa sản xuất và tài nguyên thành phố vào trường học, cũng như đưa sự nghiên cứu sáng tạo của học sinh nhà trường ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và sự phát triển của thành phố. Trên nền tảng sáng tạo của đội ngũ giảng viên và học sinh, hòa hợp cùng sức mạnh giáo dục và đào tạo, liên kết với sự phát triển của thành phố, tạo nên ranh giới vô hạn cho nhà trường, đưa đại học thành công trở thành một thành phố nhỏ của Đài Loan. Hiện thực hóa phong cách sống mới cho thành phố tương lai trên cơ sở không ngừng thúc đẩy mối liên kết với các trường đại học khác trên thành phố. Đại học thành công trong tương lai, với năng lực cạnh tranh lớn mạnh của sinh viên và ý thức phát triển sứ mệnh của đội ngũ giảng viên cùng thành tựu phục vụ của cán bộ nhân viên, sẽ làm thành phố này cảm động, sẽ làm đất nước này tự hào, sẽ làm đối tác thêm nể trọng và đẩy mạnh sự hợp tác bền vững. Trở thành trường đại học hàng đầu trong hệ thống giáo dục cấp cao và đào tạo ra thế hệ nhân tài mang tầm đẳng cấp quốc tế.